Thưa quý vị, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC từ 6 đến 11 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Minh Long 1 vinh dự được chọn là nhà cung cấp tặng phẩm cấp quốc gia dành cho nguyên thủ của 21 nền kinh tế APEC, cũng như là đơn vị cung cấp sản phẩm phục vụ cho buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước diễn ra trong sự kiện. Bộ sản phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng quan khách quốc tế về trình độ tinh hoa cũng như lòng hiếu khách của Việt Nam. Xin mời quý vị cùng nhìn ngắm lại hai bộ sản phẩm đặc biệt này. Đây là bộ bàn ăn 29 sản phẩm đặc biệt cao cấp mang tên Hoàng Liên. Sản phẩm được công ty Minh Long 1 thiết kế riêng để phục vụ cho tiệc chiêu đãi cấp nhà nước trong khuôn khổ tuần lễ hội nghị cấp cao APEC 2017. Nổi bật trong bộ sản phẩm là khay chính và nắp đậy có kích thước lớn, biểu trưng cho hình ảnh trời tròn, đất vuông. Chiếc gầu rót xốp phục vụ cho các nguyên thủ quốc gia cũng được cách điệu với chi tiết đầu rồng mỏ phượng ngậm ngọc. Một sản phẩm đặc biệt khác là thố súp được thiết kế hai lòng, giúp giữ nguyên độ nóng của món ăn lên đến 30 phút. Các bộ trà, bộ gia vị, bộ thố, tô đựng salad, các loại đĩa nhiều kích cỡ khác nhau được thiết kế theo hai lối Âu và Á kết hợp, cùng làm nên vẻ đẹp hoàn chỉnh cho bộ sản phẩm, để người chiêu đãi linh hoạt lựa chọn áp dụng theo thực đơn. Tuy nhiên, nếu được chọn tham gia vào cuộc thi những tuyệt phẩm gốm sứ của nhân loại, thì chiếc chén ngọc kia mới thực sự là đỉnh cao của sự tinh xảo. Chén sử dụng hình ảnh hoa sen làm họa tiết trang trí chủ đạo, kết hợp với dương sỉ và vàng 24K nhập từ hãng Heros, 260 năm kinh nghiệm của Đức. Sản phẩm sử dụng tông vàng nhạt, phối kết cùng màu xanh cobalt để làm nên sự sang trọng, quyền quý mà vẫn trang nhã, nhẹ nhàng. Chiếc chén ngọc này chính là quốc phẩm, sẽ được trao tặng cho nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế tham gia APEC 2017. Gặp lại ông vua gốm sứ Việt Nam Lý Ngọc Minh, nhưng không phải là với tư cách tổng giám đốc công ty gốm sứ Minh Long 1, mà là tổng công trình sư, công trình thiết kế, sản xuất các sản phẩm đặc biệt phục vụ APEC 2017. Vị CEO mang trong mình dòng máu của một nghệ nhân gốm sứ, say sưa chia sẻ về lý do lựa chọn hoa sen và dương sỉ làm họa tiết trang trí cho chiếc chén ngọc quốc phẩm. Tất cả những họa tiết trên đó đều là đa phần là đều là sen, dễ theo cái lối dây lá. Và trên đỉnh đó thì ngoài cái búp sen thì hai bên có hai cái hình ảnh. Một là con linh vật được tượng trưng cho là vua, một bên là cái hoa sen tượng trưng cho là hậu. Hai bên đó lại có hai cái chồm hoa mà tôi vẽ cách điệu từ cái cây dương sỉ tượng trưng cho cái sự lâu dài, lịch sử lâu dài của một đất nước. Tuy nhiên, khó mà đánh giá hết giá trị của tặng phẩm chén ngọc và bộ sản phẩm Hoàng Liên nếu không hiểu biết quá trình hoài thai tạo hình cho sản phẩm. Theo đó, mỗi chiếc chén ngọc APEC được cấu thành từ 16 loại nguyên liệu khác nhau. Số nguyên liệu này không chỉ đến từ các mỏ đất quý của Việt Nam, mà còn được tinh tuyển từ hơn 10 quốc gia khác trên thế giới. Sản phẩm trải qua 30 công đoạn sản xuất quan trọng, với 5 lần nung theo kỹ thuật nung liền khối, tức không dán keo, không bắt ốc ở nhiệt độ từ 1360 đến 1380 độ C. Riêng kỹ thuật phối màu ở hai bức tranh sen trên nắp chén, thoạt nhìn có thể chưa hiểu hết sự đầu tư của nhà chế tác, nhưng chỉ cần ngắm thêm một lúc sẽ dễ dàng nhận ra nét mỹ học khác biệt so với nhiều mảng màu khác. Chỉ tính đến cách tạo nên khung cảnh vàng để những cánh sen xanh bung thắm đã là một quá trình kỳ công, được sáng tạo và điều chỉnh lên đến hàng chục lần trong nhiều tháng liên tục. Trong khi bộ bàn ăn Hoàng Liên cũng phải qua 15 công đoạn tiêu biểu, từ thiết kế, chế tạo khuôn, tinh chọn nguyên liệu đến thành phẩm, đều đòi hỏi các nhà chế tác phải cân nhắc kỹ lưỡng, miệt mài sáng tạo và trải qua nhiều cuộc thẩm định khác nhau để tạo nên đẳng cấp cùng chất lượng đặc biệt nhất. Nguyên liệu đất để chế tác bộ sản phẩm Hoàng Liên cũng được hội tụ từ nhiều địa danh trên thế giới, trong đó 40% là đất từ các mỏ cao lanh tại Việt Nam, được tuyển chọn từ cả 3 vùng miền, còn lại là đất được tinh tuyển từ các mỏ đất quý ở vùng Trung Đông, New Zealand, Ấn Độ, Canada, Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Đức, Pháp và Trung Quốc. Theo thông tin từ phía Minh Long, để chế tác ra bộ sản phẩm này, các nghệ nhân giỏi nhất của Minh Long, bao gồm cả ông Lý Ngọc Minh, đã mất hơn 2 năm trời và phải trải qua hàng trăm lần sửa đi chỉnh lại. Hành trình đầy tâm huyết ấy bắt đầu với 6 tháng phác thảo ý tưởng và 1 năm ròng để thể hiện bằng thiết kế hình họa 3D. Kế tiếp là giai đoạn sản xuất sản phẩm mẫu để đánh giá và hiệu chỉnh. Cũng từ đây, với nửa năm, mọi sản phẩm được nghiên cứu kỹ càng, trải qua hàng chục cuộc kiểm định khác nhau, đồng nghĩa với việc yêu cầu mọi chi tiết, dù nhỏ nhất cũng phải thật hoàn hảo. Sau đó, những nghệ nhân phải dành thêm 4 tháng nữa để chăm chút, tỉ mẩn trang trí và dõi theo từng sản phẩm một ra lò, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của lĩnh vực sản xuất gốm sứ thế giới hiện nay.
Điều đáng nói là công trình ấy được bắt đầu ngay từ trước khi Minh Long chính thức được chọn làm đơn vị cung cấp sản phẩm cho các sự kiện mang tầm quốc gia tại APEC 2017. Nên có thể ví, nó như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị của những người dành cả đời gắn tình yêu vào đất, hơn là một quá trình sáng tạo sản phẩm mới. Trước đây thì mình cũng có diễn APEC rồi, nhưng mà lần trước thì mình không kịp làm cái này. Và qua thời gian qua thì mình thấy các nước bạn họ làm cái buổi tiệc APEC rất là trang trọng, và trên đó là thể hiện đồ sứ rất là đẹp. Và Minh Long là một cái hãng sản xuất đồ sứ rất là nổi tiếng và cũng làm được những cái chất lượng sản phẩm sứ đẹp không thua kém gì các nước khác, mà có thể nói là tôi đã sản xuất ra được những cái đồ sứ như hiện nay chúng ta thấy là cái chất lượng ngang tầm với chất lượng của châu Âu, tốt nhất là của Đức. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, một sản phẩm được chọn làm quà tặng nhà nước phải thể hiện được những nét đặc trưng của chính quốc gia đó, thông qua trình độ phát triển gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Với chén ngọc APEC, tuy là sản phẩm được ứng dụng công nghệ hiện đại, nhưng lại chứa đựng những yếu tố truyền thống của văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là của gốm sứ dân tộc. Dù hòa nhập với phong cách của thế giới, nhưng vẫn như được sắc thái riêng. Đặc biệt, tuy mang phong cách sang trọng, đẳng cấp, nhưng chén ngọc APEC cũng hàm chứa những nét văn hóa gần gũi thân quen như hình ảnh hoa sen, linh vật đầu rồng, mỏ phượng, thời Lý Trần. Có thể nói gốm sứ là một thứ vật liệu mà rất là phổ biến của trên thế giới. Thời nào cũng có, vùng nào cũng có. Cho nên ở đây cái sản phẩm này nó phải thể hiện được hai cái yếu tố theo quan điểm của tôi. Tức là nó vừa nói được cái trình độ và thứ hai cái tinh hoa. Trình độ thì chúng ta biết rằng là đây là một cái sản phẩm ở một cái trình độ công nghệ rất cao. Và thứ hai tinh hoa nó là thể hiện được cái yếu tố bản sắc văn hóa của dân tộc thông qua những họa tiết, thông qua những cái hình dáng và thông qua những cái thông điệp mà được gửi qua cái sản phẩm này. Với chiếc ngọc APEC và bộ sản phẩm Hoàng Liên, có vẻ ông chủ của Minh Long 1 đã hoàn thành mong ước muốn giới thiệu với thế giới rằng Việt Nam có những sản phẩm tuyệt đẹp và những con người tài hoa đã làm nên chúng. Trong đó, chén ngọc là tặng phẩm chứa đựng tình cảm chân thành và tấm lòng trân trọng, mến khách của người dân Việt Nam với bạn bè thế giới. Cùng với quà tặng cấp quốc gia, bộ sản phẩm Hoàng Liên phục vụ tiệc chiêu đãi cấp nguyên thủ đã cùng mang thông điệp văn hóa, ngoại giao sâu sắc về một hình ảnh Việt Nam gần gũi, thân thiện nhưng hòa đồng, phấn đấu, góp phần vào sự gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các nước.